Vẫn là tiền. Hả? Ờ, chúc bà vô lấy bánh cho ăn nha. Để cho tiên nha. Tiên ăn bánh nè tiên ơi. Bánh là ngon quá trời tiên nè. Chết ơi. Ở đoàn cầm cơ tiên nha. Ừ. Để con cầm cho tiên nha. Được không? Nặng quá hả? Ồ. Kêu lớn lên, kêu tiên đi. Đấy, kêu đàng hoàng. Ờ, đút qua hàng rào đi, đút được không? Rồi, đút qua cho anh em tiên. Đó, đút qua cho em tiên. Đút từ trái nha. Trời ơi, vớt rồi. Rồi, tiên ăn nha. Nè, không có gì đâu con. Rồi, bye bye, bye tiên. Bye tiên nha, múc qua chơi ra tiên. Cười. Nhát quá à. Bái trong nhà còn bánh nữa hả bà? Ờ còn nhiều. Còn bịch bánh hả? Ừ. Nhớ rồi vậy là. Múc qua bắt Út cho ăn bánh nha. Khờ quá à, không có nói chuyện gì hết trơn. Rồi thôi đi. Vô dạ. Sau vô ăn bánh. Con mới dứt bài á bà. Con dứt xong rồi. Ừ. Bánh không mà em làm bà. Ừ. Rồi dục cái cọng này ra ngoài con. Gắn. Rồi sao nữa. Sao ai còn cầm tô chiên nữa con sao thôi ai con bây giờ tới con ăn chứ không có tin nữa tin mới cho rồi. Dạ. Rồi sao cảm ơn ba. Ừ ba giật lại là biết đó nha. À, dễ hả? Rồi hai anh em nè bé tí gửi ra cho em với con ăn đi. Dễ hả? Rồi đâu đẹp không này con tự vẽ hả? Ồ. Cái nhà với có cây với có đám ruộng nữa hả? Dạ. Ông mặt trời nữa nè. Rồi tấm này được 3 điểm này có con hươu cao cổ quá không ông mặt trời với hai đám mây với cây nữa nè con. Rồi. Vẽ con vẽ này em nó quạt ra luôn. Ừ. Em xấu quạt á. Rồi còn tấm nào nữa không? Dạ là có 3 tấm. 3 tấm con mới đưa cho ba coi 2 tấm à đâu còn banh cho coi còn tấm nào nữa không ba coi coi. Nãy em này, tấm này chưa nè. Nãy em quạt á. Này có ao cá nè. Em muốn quạt đó bà. Rồi dơ lên 3 tấm để cho ông bà xem. Rồi đây là 3 tấm bé tí vẽ nè ông bà cô bác ơi. Ông bà cho bé tí bao nhiêu điểm đây? Từ số 1 tới số 3. Hả mấy điểm? Mấy điểm sao? Mấy điểm trời. Rồi ship lại đi. Để ông bà chấm điểm cho con đi. Rồi lấy bánh cho ăn. Rồi để anh hai gỡ bánh cho hai anh em ngồi ăn nha. Rồi Su lớn lên đại ly ăn chung với hai anh chị nha. Nha Su. Tranh thủ lớn rồi ăn bánh luôn nha. Nha. Trời ơi giống con chim đang chờ mắm mồi quá. Dựng chuông mỏ nha. Tung luôn à. Có hỏi rõ là gì vậy trời. Hay vậy. Tháo giờ sẵn xào xạo. Rồi mời ông nội trước đi. Bà ông nội miếng bự đi rồi loại hai đứa. Rồi có hơn nhiều. Ăn lá hết rồi. Ăn Nam. Chi ăn nè. Ăn rồi không Nam? Ăn con cá rồi con. Nè nè. Nè. Dạ đi ngồi cho. Rồi. Ăn vừa vừa thôi. Cho mẹ đi. Ăn vừa vừa thôi con. Con. Rồi cho mẹ ăn đi. Mẹ ăn với con đi. Đi. Đút đút đi. Này về ba. Này về ba. Ăn gì vừa thôi con. Ơi, tới sau này không có đạp hộp nha. Hộp chút bỏ ở dưới đốt rồi con. Rồi bánh này ngon quá trời luôn. Ừ? Đâu? Ngon không? Ngon. Ngon mà. Ừ. Còn cả bánh này còn ngon hơn á. Bánh này ngon ghê không? Bánh này ngon ghê. Ừ. Hai cho con mình ngồi ăn nha. Cũng một hai ba vô. Nam không ăn hả con? Ngoan một bà cho ăn nữa nha. Con bán gì mà nhỏ nhỏ. Ừ. Bữa ăn chỉ được hộp thôi hiểu không?
không bà? Bên đây còn ngon hơn nữa nè. Ui sâu gỡ trà bông hả? Cái trà bông hả? Anh hai cho con rồi. Rồi chơi với mẹ nè. Ừ. Ăn hết nha. Ngon quá. Cho ăn này. Rồi. Ăn đây. Cho ăn này. Đây là bò. Ngon. Ngon. Ừ. Con quay con nói sao 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 hả? Hồi nãy em cầm cái quay ba quay á, quay luôn sướng á. Hồi nãy tự quay thôi. Nói gì Phong Nguyễn xin chào ông bác của bác. Trời. Khi mấy tí hỏi rồi, ủa Phong Nguyễn là ai? Cái nó là ba. Ba là Phong Nguyễn. Sao rồi à, em sao rồi nói ông Bảy đâu? Ông Bảy đâu mà hổ. Cái đó hổ nhà mày uống tròn á. Nó ăn xong nó dễ mà. Quà đứng hàng vào kêu tin. Quay tin nữa. Cho ăn nha, ông ăn rồi ba lấy chán chịu không nha. Ôi nãy con cầm đi quay ba rồi, con bỏ đâu rồi. Con dẹp rồi. Nó lấy kêu quay chả đất luôn. Ừ, thương kêu quay của ba sao. Hai, dạ con ăn rồi ba. Ba nhìn nè. Có không? Con quay thì sao? Đúng rồi. Nãy quay bé Xu đấy chứ. Đứng quay bé Xu. Bé Xu cào đầu bé Xu nè. Ủa, đó. Ôm chị ba đi. Ôm chị ba. Ôm chị ba hơn danh nữa. Chị ba hôi quá à. Hả, không tắm à. Có đâu, có tắm rồi. Ngon tí. Đi da giữa tay nha. Lúc quên là chùi cái là lên đầu đó. Nó sâu ăn không nổi hay sao? Ba. Không nổi à, ba. Ăn gì? Nổi bạn. Ba. Ba vô con hút phải ba. Cái gì vậy? À, hút rồi. Trời ơi, giả bộ ăn xào chảo. Hút này ngon hơn. Thôi ơi, đưa đi, hút được con nhân. Đổ lại. Giờ hút này cho mẹ đi. Thôi, ăn đi. Nó miệng ra. Rồi, hút này cho ba. Hút ngon trời các mẹ. Bánh này ngon hơn bình thường, bánh mỗi lần mua. Bánh này ngon trời. Em nhéo quá nè. Em nhéo quá. Em đâu nhéo đâu, em xìu mà. Em xìu con. Ừ, em xìu đi. Em xìu em đi. Em xìu chị đi chứ em xìu em gì. Em xìu. Nội đang làm gì vậy? Nội đang ấy bông ngò gai cho ông bà nữa là tí rồi. Ngồi ra này bên mẹ vợ không ngắt nè. Đi kiếm xong rồi về gửi cho mẹ không làm. Để cho ba con cô bác lại lấy. Nên nó hơi dơ tại vì còn ngay ngồi ra nó nằm ở dưới đất á cô bác anh chị. Là phải rửa sạch lại. Rửa sạch lắm rồi mà. Chạy dữ rồi sao? Hả? Ủa sao? Dạ. Chạy đi. Ngồi đây cho an toàn nha. Dạ. Ông ba chạy à. Ừ. Ngồi chạy bẫy à. Ngồi đây coi chừng kiến trắng nha con. Dạ. Ở quê ba coi coi. Dạ. Ừ, anh hai chạy rồi. Nè, ông ba chạy. Đó, anh ba chạy vòng vòng đám vuông á. Chưa? Ba con nhỏ ba chả nè, ba chả trung ruộng rồi. Ừ. Anh trung ruộng nè. Để mai để nhá. Nó. Tới rồi đó. Tới rồi nhá. Chồng bà cô bác nha, bây giờ là cũng dắt tối rồi. Nhà Phong là cũng đang ăn bánh bên này con nuôi không à? Nuôi. Lộn bánh cành rồi. Ba. Hả? Rồi bé, bé Sâu mời ông bà ăn đi con. Chào ông bà cô bác, mời ông bà cô bác rồi. Cùng gia đình. Bé Tí mới đi học về hôm qua ăn luôn rồi con. Ôi bé Sâu bóc nữa. Nó bóc con. Đây còn miếng rồi mà.
Rồi, bé Tí nè. Rồi bé Tí ấy đại ăn uống chút học bài nữa nè con. Nha lên con. Cái tô của phòng nè rất là bự luôn. Bữa nay anh Khánh anh về trễ không có ghé ăn được cô bác anh chị ơi. Hấp dẫn về ca viên. Ca viên đúng bé Sâu thích luôn nữa nè. Này sạch tế. Sạch tế giờ mẹ Phong làm. Đó, hò rồi thấy chưa? Ở bé Sâu mời ông bà ăn đi con. Đây. Rồi, tôm nè, tôm ấy cho bé Sâu ăn nha. Con đừng có bóc lung lăng ra sao. Con bóc quậy sao. Đây. Này góc chưa? Tí mà ông bà cho con. Rồi, mẹ lấy muỗng gì không chịu. Núp. Đó. Ba lấy muỗng nha. Không, ba muỗng đâu. Rồi. Gấp mới chịu hả? Được không? Được. Cha con gấp nữa. Gấp. Ba cần gấp lắm ba. Ừ. À, ăn đua. Ừ, ba cho con mình ăn đua nè tí. Ăn đua. Ừ. Ăn đua rồi. Quá chẳng hứa. Trời ơi, quách là heo. Quách là heo nữa. Được không? Đây. Hả miệng to ra. Húp. Đã không? Đã. Dạ đã. Mẹ có con đất nè. Ừ. Bà giáp bằng mà. Kéo sát miệng vô. Húp vô. Ừ, ngon. Ừ, chắc vô. Con ba con. Chắc vô, chắc vô. Ờ. Ủa hủ đâu đựng, hủ đâu đựng mà. Ừ. Chưa hủ đâu đựng. Ừ, đại rồi, hủ nè. Ba giáp con ba. Ừ. Hít qua cho mẹ ăn rồi. Mà để tối nay nó là không ngủ được không? Ngủ đi. Ăn đồ này. Ăn đồ này. Thường vừa ngủ không? Ăn ba lột cho. Hả? Ê, im. Này nấu vừa chín rồi, ăn nữa. Nó hầm lâu á. Thịt nó không ngọt nữa. Bà rắn nước bà. Bà đâu có măng đâu. Dạ bà ăn. Hỏi chưa? Cay bà. Không. Bà ăn quen không cay. Chua bà, chua. Không. Nó tí học hành cho con. Ừ, có trả bài không? Có, nó là trả bài. Trả bài là được không ha, mà bị không điểm. Không được. Ba con để treo bà. Nè, nó gấp cho. Dớ kia rồi. Ừ, bị há miệng ra. Trái vô. Đỡ mà. Nói đi. Rồi đũa bằng nhau á. Má à. À, cắt vô. Thôi, con miễn chồng bà cô bác nha. Hẹn bà cô bác những đoạn video tiếp theo luôn nha. Hẹn mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ đang ăn lâu quá của bác anh chị ơi. Thôi chào bà của bác.
Chào bà cô bác luôn tí. Chào ơi. Chào bà cô bác nha.